đợi bảo vệ thị trấn Kiêu tới đây. Dùng đôi tay bảo vệ thị trấn Kiêu để chúng ta dũng cảm xông về phía trước, cùng nhau đoàn kết lại, mở ra hành trình tuyệt vời nhất của chúng ta. Diễm tiểu hỏa, dùng sự nhiệt tình để xua tan lạnh giá. Lôi oanh oanh và Kim khúc sái, Cương hàng điệp cùng nhau biến thân. Hào quang chói mắt chiếu rọi vào nơi tối tăm, đợi bảo vệ thị trấn Kiêu. Giúp đỡ lẫn nhau, không sợ khó khăn, chúng ta cùng nhau đối mặt. Luôn theo sát bạn, cùng nhau khám phá thế giới, chính là đội bảo vệ thị trấn Kiêu. Biến hóa khôn lường, thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta cùng sánh bước bên nhau. Chúng ta là nhóm HTTT vô địch vũ trụ. Chúng ta đang đi lang thang trong không gian, vô tình rơi xuống hành tinh Kiêu. Để sửa phi thuyền và quay trở về hành tinh mẹ, chỉ có thể tìm tất cả năng lượng có thể sử dụng được ở thị trấn Kiêu. Nhưng lúc nào cô gặp đội bảo vệ thị trấn Kiêu ngăn cản, chúng ta chỉ có thể sử dụng máy gia tốc huyện đấu, biến thân thành hình dáng con quay để chiến đấu. Tất cả đều để về nhà. Tập 25, Chân tướng phía sau, phần 1. Ông trùy tử, chúng bắt ông trùy tử để làm gì? Diễm tiểu hỏa, qua tiểu mỹ, xảy ra chuyện gì vậy? Qua camera, tôi thấy ông trùy tử bị hắc tức tức bắt trói đi. Bây giờ đang đi về hướng núi mỏ sắt. Hả? Tớ và cơn đàn hiệp đúng lúc đang ở gần đó. Bây giờ sẽ qua đó ngay. Nơi này giao cho các em đó. Ngưng, ngưng lại. Ngưng lại. Xem ra chúng ta sắp về nhà được rồi. Đại ca, anh có thể điều khiển được nghiệp máy này không? Hay là để em làm cho? Không cần, anh đang điều khiển rất tốt đi mà. Hắc tất tất, chẳng trách chúng ta không điều tra được vị trí của nhóm hắc tất tất. Hóa ra trốn ở núi mỏ sắt là nhóm diễm tiểu hỏa. Hắc tất tất, mau thả ông trùy tử ra, trả người máy lại ngay. Có người máy thì mình không sợ. Tấn công. Sức mạnh của người máy sau khi được sửa chữa hoàn toàn đã tăng thêm 25%. Em có biết điều khiển không đó? Chẳng đánh trúng gì cả. Mau ngừng lại, ngừng lại. Đại ca, đừng làm loạn nữa. Mặc kệ chúng ta đi cứu người. Đại ca, anh ấn nhầm rồi. Còn lâu. Muốn cứu người sao? Tấn công. Đại ca, anh đập vào phi thuyền rồi. Thêm lần nữa, bên trái 45 độ, tấn công. Đại ca, đừng làm loạn nữa. Lần này thì hỏng rồi. Có chuyện gì vậy? Ông trùy tử, mau chạy đi. Để chỗ này cho chúng cháu. Chạy. Tiểu hỏa, sao các cháu ở đây? Đừng có hòng. Mau thả ông ấy ra. Nằm mơ đi. Biến hình huyện đấu, nhóm Kiêu ra trận. Gọi Hoa Tiểu Mỹ yêu cầu hỗ trợ. Đã rõ. Máy gia tốc huyện đấu ra trận.
Mọi người giơ tay. Tiểu Hỏa, nghe ông nói. Ánh sáng tập trung sức mạnh. Bóng đen mờ dấu vết. Khiên đồng cực quang. Trả nghiệm máy cho chúng ta. Thì ta sẽ không ra tay với các ngươi nữa. Đừng hòng. Cương đàn hiệp, tớ tức lắm rồi. Gió lốc lửa đen. Lốc xoáy vòng lửa cháy. Hỏng rồi, phi thuyền bị phá rồi. Nhóm hát tất tất. Mau dập lửa. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mau bảo họ tránh xa ra. Hát tất tất, mau rời khỏi đó. Sắp nổ rồi. Tụi ta sẽ không rời xa phi thuyền đâu. Bà đứa trẻ đáng thương. Họ không đáng để ông thương đâu. Ngay cả ông trị tử mà chúng cũng dám bắt cóc. Diễm Tiểu Hỏa, cháu hiểu lầm rồi. Họ mời ông tới sửa phi thuyền mà. Thật ra Hắc Tất Tất không có ý phá hoại thị trấn Kiêu. Họ chỉ muốn sửa chữa phi thuyền để về nhà. Ông trụy tử, xin ông hãy giúp tụi cháu sửa phi thuyền. Tụi cháu rất muốn về nhà. Chuyện sửa phi thuyền cỏn con này tụi cháu cũng có thể làm được. Ông thấy họ nhớ nhà như vậy nên đồng ý luôn. Ông trụy tử, vất vả cho ông rồi. Ông uống chút nước đi. Thật ra họ cũng không phải là những đứa trẻ xấu xa. Từ trước tới nay, họ làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy, chỉ để sửa chữa phi thuyền và về nhà sao? Ai nói ta không thể? Ta không có cách thật, lẽ nào ngươi có chắc? Ta muốn giúp ngươi, không được hả? Các ngươi mà cứ tiến lên nữa, ta sẽ cho nổ tất cả chỗ bom này. Linh kiện của ta. Đại ca. Thật sự không ngờ được. Nếu hắn nói cho chúng ta biết là sửa phi thuyền, chúng ta nhất định sẽ giúp họ. Lần này hết hy vọng rồi. Phi thuyền hỏng hết rồi. Chúng ta không bao giờ về nhà được nữa.
Đó là gì vậy? Cái này giống như nút ấn. Có chuyện gì vậy? Sao lại bay lên rồi? Hình như có năng lượng đang hút chúng ta vào. Đây là nơi nào? Sao lại không có lối ra nào khác? Đây là cái gì? Hình như anh từng thấy nó ở hành tinh của chúng ta. Nhưng hình vẽ này là cái gì? Đại ca, có vẻ như trật tự của hình vẽ bị loạn rồi. Chắc chắn là manh mối quan trọng. Mau xếp lại hình vẽ đi. Chào mừng bạn đến với chuyến tham quan giữa các vì sao. Kiểm tra thấy não bộ của hành khách không được tỉnh táo, lập tức khởi động quá trình ly tâm làm nóng cơ thể. Cứu với! Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Cứu với! Động đất sao? Ông trụy tử, ông có sao không? Ông không sao. Lại động đất. Đội trưởng, nghe rõ không? Lâu Anh, cuối cùng cậu liên lạc được. Bỗng nhiên cậu mất tín hiệu nên chúng tôi sốt ruột quá. Cậu đi đâu rồi? Chỗ núi điều khác có hiện tượng động đất rất lớn, hình như sắp sụp rồi. Tình huống cấp bách, tớ sẽ đi cứu cư dân trước. Còn có cư dân bị đè nữa, các cậu mau qua đây đi. Chúng tớ sẽ tới ngay. Cứu với! Cảm ơn Diễm Tiểu Hỏa, các cậu ta đúng lúc lắm. Cảm ơn. Được cứu rồi, cảm ơn. Cảm ơn các anh, cảm ơn. Phát hiện có năng lượng kỳ lạ ở cửa hang cạnh sườn núi. Năng lượng kỳ lạ gây ra động đất cho núi điều khắc. Năng lượng kỳ lạ. Mau qua đó xem sao. Ông trụy tử, chuyện sửa núi điều khắc đành nhờ ông nha. Yên tâm đi. Trong hang động thần bí xuất hiện một phi thuyền vũ trụ cổ xưa và một thuyền trưởng tên là Cao Đột, tiết lộ bí mật cổ xưa liên quan tới hành tinh Kiêu. Trong lúc nguy hiểm, Diễm Tiểu Hỏa mặc kệ sự an nguy của mình mà giúp mọi người chạy thoát. Cuối cùng đội trưởng có thể thoát khỏi nguy hiểm không? Nhóm Hắc Tất Tất có thể thuận lợi ngồi phi thuyền về nhà không? Đón xem tập cuối cùng cực kỳ cảm động. Chân tướng phía sau, phần cuối